Warhammer 40,000, Kỷ nguyên Indomitus, chương 5, Angron. Trong lúc các Arcs of Omen lan tỏa ngọn lửa chiến tranh của War Master Abaddon ra các thiên hà, tại hệ thống sao Malak của Imperium Nihilus, sâu dưới bề mặt của thế giới thủ đô mang tên Malak Bell, một đặc vụ Inquisitor của Ordo Malleus là Glory Imagna đã có một khám phá chấn động. Đó là một thiết bị cổ đại với sức mạnh to lớn tự tạo ra từ những công nghệ siêu việt đã bị quyền lãng của thời đại công nghệ đen tối, hứa hẹn sẽ là công cụ đắc lực cho cuộc chiến chống lại hỗn mang của Dark Imperium. Imagna gọi thiết bị này là Coral Engines. Với năng lượng từ các Psyker, nó có khả năng tạo ra một đèn hiệu tâm linh mạnh mẽ, một ngọn hải đăng trong Warp, với sức mạnh chỉ đứng sau chính ngọn hải đăng Astronomicon của Hoàng đế mà các hạm đội của nhân loại luôn phụ thuộc vào để du hành và trao đổi thông tin giữa các vì sao của thiên hà. Khét tiếng bởi sự tàn nhẫn và niềm tin rằng Psyker chỉ đơn thuần là những cỗ máy bằng da thịt để phục vụ cho vương quốc của Hoàng đế, Imagna vội vàng thu hoạch Psyker từ khắp Imperium Nihilus để nắm năng lượng cho Coral Engines, nóng lòng muốn sử dụng nó để đẩy lùi ảnh hưởng của Warp tại Imperium Nihilus. Các đối thủ trong tòa án dị giáo đã cảnh báo rằng việc kích hoạt một đèn hiệu xa kích mạnh mẽ như vậy có thể thu hút các lực lượng thù địch và đem tới sự diệt vong. Nhưng Imagna vẫn kiên định với kế hoạch của mình, thậm chí cáo buộc những ai phản đối là dị giáo. Mặc dù vậy, vị Inquisitor vẫn đủ khôn ngoan để hiểu rằng Coral Engine cần được bảo vệ. Điều này đã khiến bà ta tới gặp Fleet Master Trincus of Condis, tổng chỉ huy của hạm đội Quartus, một trong 10 hạm đội viễn trình chính của cuộc Indomitus Crusade. Fleet Quartus là một lực lượng quân sự khổng lồ với các thành phần từ gần như mọi lực lượng quân sự của Imperium. Nó bao gồm hàng ngàn tàu chiến hùng mạnh và hàng tỷ chiến binh nhiệt thành, đủ khả năng để chinh phạt trên quy mô của toàn bộ sector. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ảnh hưởng của những cơn bão Warp đã khiến hạm đội Quartus phải hứng chịu một loạt thất bại liên tiếp, khiến nó bị tụt lại phía sau so với yêu cầu mà Tổng lãnh Gilliman đã đề ra. Điều này đã khiến sự tự tin và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của vị Fleet Master suy giảm nghiêm trọng đến mức khi lần đầu tiên đối mặt với Inquisitor Imagna, ông đã lo sợ rằng bà ta tới để kết tội mình vì bước tiến chậm chạp của hạm đội. Imagna đã nhanh chóng đảm bảo với ông ta rằng mục tiêu của mình không phải là kết tội mà là trao cho hạm đội Quartus cơ hội để bù đắp cho những thiếu sót của mình thông qua việc tập hợp tại hệ sao Malak để bảo vệ Coral Engine. Thiết bị hứa hẹn sẽ đem ánh sáng của Hoàng đế tới vương quốc tăm tối này. Sau khi được Imagna giải thích về khả năng của Coral Engine, vị Fleet Master đã đồng ý hợp tác và nhanh chóng tập hợp toàn hạm đội của mình tới đóng quân quanh hành tinh Malak Bell để bảo vệ Coral Engine. Kết quả của sự hợp tác với Imagna đã sớm vượt quá kỳ vọng của vị Fleet Master. Bất chấp những thiếu sót trong việc thấu hiểu về công nghệ của nó, các adept của Imagna đã thành công trong việc kích hoạt Coral Engines bằng việc kết nối hàng trăm Psyker vào hệ thống tiếp nhận năng lượng của nó, cho tới khi năng lượng Psychic và linh hồn của họ bị nó vắt kiệt hoàn toàn để một mẻ Psyker mới được đưa vào. Ánh sáng tâm linh mạnh mẽ của Coral Engines thắp sáng Immaterium trong bán kính hàng ngàn năm ánh sáng, không chỉ cho phép di chuyển và liên lạc qua Warp trở nên thuận lợi, mà còn khiến các cơn bão Warp dần tan biến. Bản thân Malak Bell nhanh chóng trở thành tổng hành dinh của toàn bộ hạm đội. Sự thuận lợi trong việc di chuyển đã giúp các lực lượng của Quartus tiến vào các vùng lãnh thổ mới để đẩy lùi kẻ thù của nhân loại và tái chinh phục các thế giới phía dưới ngọn cờ của Imperium với tốc độ và sự hiệu quả chưa từng thấy. Và chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm tiếp theo, yêu cầu của Primarch Gilliman đối với hạm đội của Abcondis đã được hoàn thành và sắp sửa vượt qua tiến độ. Mặc dù vị Fleet Master không hoàn toàn tin tưởng vào Imagna hay Coral Engines, và thừa biết rằng hiểu biết của bà ta về thiết bị siêu việt này vẫn còn thua xa so với những gì mà bà tuyên bố. Tuy nhiên, với những thành công mà Fleet Quartus đã gặt hái được cho đến nay nhờ sự hỗ trợ của Coral Engines, Abcondis đã có thể yên tâm rằng quyết định hợp tác với Imagna của mình là đúng đắn. Nhưng cả Abcondis lẫn Imagna đã không thể đoán được rằng ánh sáng tâm linh từ ngọn hải đăng của Malak Bell không chỉ lọt vào tầm mắt của các lực lượng trung thành từ trong những góc tối của thiên hà, nhưng còn dã thú cũng đã bắt đầu vây quanh nó. Thực tế là Vastor the Acrifane đã xác định rằng Malak Bell là một trong các mục tiêu hàng đầu của các Arc of Omen, vì một trong những mảnh quan trọng nhất của chiếc chìa khóa bí ẩn mà hắn tìm kiếm đang nằm ngay tại lõi của Coral Engine. Ban đầu,
Khi Zia Griffin biết được quy mô của lực lượng Imperium đang bảo vệ Malak Bell, hắn đã lo sợ rằng mình sẽ không thể đoạt được phần thưởng của mình. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của hắn, War Master Abaddon tuyên bố rằng chiến dịch tại hệ Malak đã an bài từ lâu. Bởi lẽ, một lực lượng hỗn mang lớn chưa từng thấy đang hướng tới Malak Bell và nó được dẫn đầu bởi một trong những nhà vô địch tàn bạo nhất của hỗn mang, Demon Primarch Angron. Dấu hiệu đầu tiên của tai họa chuẩn bị ập xuống Malak Bell là sự xuất hiện bất ngờ của một chiến hạm Grey Knight. Từ trong nó, 13 chiến binh diệt quỷ của Ordor Malius dẫn đầu bởi Captain Drystan Krom đã tới gặp Archondis và Imagna để thẩm vấn về Coral Engine. Dựa vào sự giải thích của Imagna, Krom kết luận rằng ánh sáng trong warp mà nó tạo ra sẽ thu hút một lực lượng hỗn mang khổng lồ sẽ sớm kéo tới hệ thống Malak và lập tức yêu cầu Fleet Master khẩn cấp tập hợp toàn bộ lực lượng của hạm đội Quartus trở lại Malak Bell để chuẩn bị đối đầu với cuộc tấn công này. Nhờ vào sự bình lặng của warp, các lực lượng của Fleet Quartus đã tiến về Malak Bell với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vài ngày, bầu trời Malak Bell đã được bao phủ bởi những đốm sáng của hàng ngàn chiến hạm Imperial Navy, không chỉ bao gồm Fleet Quartus mà còn các thành phần quân sự từ khắp các sector xung quanh. Dưới bề mặt, thành trì hùng vĩ được gọi là Citadel of Light đã được dựng lên trong vòng 2 năm trước đó để bảo vệ Coral Engines cũng đã được củng cố thêm cả về hàng phòng thủ lẫn khả năng đánh trả. Chẳng bao lâu sau, quân lực của Imperium trong hệ sao Malak nói chung và Malak Bell nói riêng đã vượt xa cả về số lượng lẫn sức mạnh so với các Bell Fleet đang tàn phá thiên hà của Jedi Spoiler. Tuy nhiên, sau cả tuần chờ đợi, vẫn không có dấu hiệu nào của những kẻ xâm lược, bắt đầu khiến nhiều người, bao gồm cả Fleet Master Archondis nghi ngờ rằng cảnh báo của Captain Krom là sai lầm và trở nên thất vọng vì những nguồn tài nguyên to lớn này có thể được sử dụng tốt hơn ở nơi khác. Do đó, ông ta đã gần như cảm thấy vui mừng khi vào giờ thứ bảy của ngày thứ 8 kể từ khi lời kêu gọi hội quân hoàn tất, một hạm đội hỗn mang lớn đã trồi ra khỏi warp rìa hệ thống Malak. Nhưng vị Fleet Master đã không biết được rằng nó cũng đánh dấu cho khởi đầu của cuộc chiến cuối cùng của Fleet Quartus. Đối đầu với họ là hạm đội hỗn mang đủ lớn để chinh phục toàn bộ sector, được chỉ huy bởi một Archbowman tên là Stygian Heart. Đàn Bell Fleet hùng hậu vây quanh nó không chỉ bao gồm các chiến hạm thường thấy mà còn cả Demon Engines khổng lồ của Vastor. Một lực lượng hỗn mang lớn như vậy thừa sức gây ra sự hoảng loạn diện rộng cho nhiều hệ sao. Tuy nhiên, cuộc hội quân đã củng cố tinh thần và sức mạnh của toàn hệ Malak. Về mặt quân số, họ tự tin rằng mình có đủ khả năng để đánh bại cuộc xâm lược này. Ngay khi xuất hiện, Bell Fleet đã tiến thẳng đến Malak Bell, bỏ qua tất cả các thế giới khác trong hệ thống. Và mặc dù nhiều đội tuần tra đã được cử đi khắp hệ thống sẽ mất nhiều giờ để tập trung tại Malak Bell, vị Fleet Master cũng không hề nao núng, ngay lập tức ra lệnh tấn công. Quy mô của Fleet Quartus lớn đến mức hàng ngàn đầu đạn đã được giải phóng vào hạm đội hỗn mang chỉ trong loạt bắn đầu tiên, như một cơn thủy triều hủy diệt đã xuyên thủng hàng chục tàu chiến địch bất chấp hệ thống Void Shield mạnh mẽ của chúng. Archondis quan sát cuộc chiến diễn ra với sự kiêu hãnh. Từng phút một, từng giờ một, một bức tranh chiến thuật hiện dần lên rằng thế trận đang nghiêng về phía lực lượng của Imperium. Có vẻ như chiếc Archbowman hùng mạnh cũng sẽ sớm phải khuất phục. Thậm chí, Archondis đã chuẩn bị liên lạc với vị Captain của Grey Knight để giễu cợt rằng kẻ thù không đáng sợ như ông đã cảnh báo. Nhưng đây cũng chính là lúc mà mọi thứ bị đảo lộn đối với lực lượng của Imperium. Thảm họa bắt đầu khi máy quét trong đài chỉ huy của Fleet Master đột nhiên thu nhận các tín hiệu mới ở ngoài rìa hệ thống. Trước khi một tiếng thét thật thanh vang lên khắp đài chỉ huy, máu cho thần máu. Dưới bề mặt, Inquisitor Imagna chết lặng khi các Psyker được sử dụng làm nhiên liệu cho ánh sáng của Coral Engines gào thét với sự đau đớn và kinh hoàng vượt xa tất cả những gì họ đang phải hứng chịu từ thiết bị cổ đại đang gặm nhấm linh hồn họ. Một dàn hợp xướng chói tai của nỗi khiếp đảm nguyên thủy mà trong đó chỉ có hai từ được thốt lên. Red Angel. Hắn ta đã tới, chúa tể của sự cát đỏ, bị vua đồ tể, hiện thân của sự giết chóc, kẻ ăn thế giới. Demon Primarch của quân đoàn Astarte số 12, Angron. Đứng trên nóc của chiếc Conqueror, sói hãm khét tiếng của quân đoàn Goethers. Hắn dẫn đầu một hạm đội hỗn mang với quy mô vượt xa những gì mà Fleet Quartus từng được chứng kiến, đến nỗi khiến cho Bell Fleet của Arctigian Heart trông thật thảm hại khi so sánh. Chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn tàu chiến bị biến dạng bởi sức mạnh của vị huyết thần lũ lượt trồi ra từ biển Warp.
và niềm tin vào chiến thắng của lực lượng phòng thủ của Malakbel bị lung lay khi họ nhận ra mình đã bị áp đảo. Đối lập với cơn khát máu đang tràn ngập tâm trí hắn, Angron đã cẩn thận chia lực lượng của mình ra làm 3 mũi tấn công giống như một chiếc đinh ba. Mũi nhọn đầu tiên hình thành xung quanh một Arc of Omen tên là Clarion Dire, lao thẳng về phía Malakra, một hành tinh lân cận với Malakbel, một mồi nhử để buộc hạm đội phòng thủ phải lùi sâu hơn vào trong hệ thống. Nhóm thứ hai, dẫn đầu bởi chiếc Battle Barge của Guetos tên là Exsanguinator, đã nhanh chóng tiến lên phía trên mặt phẳng thiên hà để lao xuống rìa vành đai tiểu hành tinh Malakrandias để tấn công trực diện vào hệ thống phòng thủ quỹ đạo của Malakbel. Chiếc Conqueror của Angron dẫn đầu mũi nhọn thứ ba tiến gần đến mặt trời của hệ Malak trước khi dần tăng tốc từ bên dưới mặt phẳng thiên hà để nhắm thẳng vào chính Malakbel. Trong khi đó, mặc dù hàng phòng thủ của Imperium đã phản ứng nhanh chóng, nhưng nhiều người cũng đã bị suy sụp bởi sự hoảng loạn và sợ hãi. Tiếng gầm xung trận của Angron đã vang đến tai của mọi linh hồn trong hệ thống, nó báo hiệu rằng thiên thần đỏ đã tới để tàn sát. Các chính ủy viên đã phải nhọc công để dập tắt các cuộc bạo loạn điên cuồng trên hàng loạt phòng tuyến cả trên không gian lẫn dưới bề mặt. Tuy nhiên, nhuệ khí chung của cả Quartus vẫn tương đối ổn định, vì đối với nhiều chỉ huy trong hạm đội Quartus, đây không phải là lần đầu tiên họ chiến đấu chống lại lực lượng hỗn ma. Bản thân Fleetmaster of Condis đã đối mặt với mối đe dọa mới này với sự nhiệt huyết đáng ngạc nhiên. Điều xảy ra tiếp theo là một cuộc chiến đẫm máu trong không gian với quy mô và sự ác liệt chưa từng thấy kể từ trận đại chiến Thái Dương Hệ của cuộc Horus Heresy, khi hàng ngàn tàu chiến bắt đầu xẻ thịt lẫn nhau bằng những loạt đạn pháo và chùm năng lượng hủy diệt của mình. Chiếc Clarion Dive và Biofit của nó tiến sát bầu khí quyển của Malakra để xâm nhập giếng trọng lực, dường như không để tâm đến hỏa lực khủng khiếp dội vào chúng từ lực lượng phòng thủ. Và ngay khi có được lực đẩy của trọng lực, chúng lập tức lao xuyên qua hàng phòng thủ không gian của hành tinh để hướng về Malakbel với tốc độ kinh hoàng. Hàng trăm chiến hạm trung thành lẫn phản bội đã bị phá hủy trong những cú va chạm thảm khốc khi Biofit chọc thủng hàng phòng thủ của Malakra như một cơn mưa thiên thạch, bỏ lại phía sau một hành tinh ngập trong biển lửa khi xác của các chiến hạm khổng lồ lao xuống bề mặt. Bên trong hệ thống, Fleetmaster Apcondis ra lệnh cho hai group master lão luyện nhất của Quartus là Trenoda và Sen dẫn đầu lực lượng để đánh chặn hướng tấn công của chiếc Conqueror trước khi nó đến được Malakbel. Mặc dù bị áp đảo về mặt quân số, kế hoạch giăng bẫy bằng các tàu mồi nhử của họ đã dụ hạm đội địch vào vị trí thuận lợi cho một cuộc phục kích bất ngờ và đau đớn lên các chiến hạm của Waiters. Hỏa lực tập trung từ hạm đội trung thành đã làm tê liệt các chiến hạm địch trước khi các cuộc đổ bộ phá hủy tàu chuẩn xác được thực hiện bởi các Astartes đến từ các chapter Wisecar, Imperial Fists, Howling Griffons và Basilican Astra. Theo cách này, hàng chục tàu hộ tống và 3 chiến hạm lớn đã nhanh chóng bị phá hủy trước khi hạm đội hỗn mang kịp phản ứng. Trong khi đó, Group Master Trenoda đã tự mình chỉ huy đội hình gồm 3 thiết giáp hạm dẫn đầu bởi chiếc sỏi hạm Resplendon của chính bà để tiêu diệt chiếc Conqueror. Nhưng khi 3 chiến hạm của vị Group Master vừa tiến gần đến chiếc sỏi hạm hỗn ma, nó đã bất ngờ lao thẳng vào giữa đội hình của họ và giải phóng các họng pháo hai bên thân tàu, buộc chiếc Blade of Aquilon phải rút lui trước nguy cơ bị phá hủy. Sau đó, chiếc Conqueror phóng ra các mỏ neo Ursus Claw khét tiếng của mình vào khoang tàu của chiếc Resplendent để giữ chặt nó san mạn tàu. Và trong lúc hai chiếc sỏi hạm dội bom vào nhau ở cự ly trực xạ, xé to các cấu trúc hùng vĩ của nhau trong những cơn mưa đạn như thể hai con dã thú bị khóa chặt trong một cái ôm chết người. Một thứ gì đó đã bất ngờ phóng ra từ thân tàu của chiếc Conqueror với tốc độ và uy lực của một viên đạn Nova Cannon. Được thúc đẩy bởi sự đày đọa của Butchell Snell, được cắm vào não bộ từ hàng thiên niên kỷ trước và cơn cuồng nộ bùng cháy bởi ánh sáng của Coral Engine trong Warp. Angron xé toạc con tàu của chính hắn và ném mình vào khoảng không về phía chiếc chiến hạm trung thành như một ngôi sao chổi đỏ thẫm. Mặc dù liên tục bị hỏa lực dữ dội của cả hai phía thổi bay thành từng mảnh, cơ thể của hắn đã tự tái tạo chỉ trong vài giây cho đến khi cuối cùng hắn xâm nhập thành công vào chiếc Resplendent và bắt đầu tàn sát. Group Master Trenoda đã anh dũng hy sinh trong khi thủy thủ đoàn của bà tự mong mắt mình ra trước cơn cuồng nộ của vị thần máu mà Demon Primarch đem tới. Và với cái chết của một trong những chỉ huy có năng lực nhất cùng với chiến hạm Resplendent của bà, phòng tuyến của lực lượng trung thành bắt đầu bị đẩy lùi và sau cùng là sụp đổ dưới cơn cuồng nộ của cả Quaters. Nhưng ngay cả khi Group Master Sen ra lệnh rút lui toàn bộ lực lượng của mình,
cuộc tàn sát của Demon Primarch vẫn không hề dừng lại. Với cơn khát máu đã lên đến đỉnh điểm, như thể một con dã thú điên cuồng, hắn đem theo cái chết và sự tàn phá khủng khiếp từ chiến hạm này sang chiến hạm khác. Tướng Seng đã ra lệnh rút lui về quỹ đạo Malakbel, hy vọng tàn quân của mình vẫn có thể giúp khóa thớt kim chân cuộc tấn công của hạm đội hỗn ma. Nhưng lúc này, hai mũi tiến công còn lại của Angron đã áp sát hành tinh và chiến tranh đã bùng nổ khắp vùng không gian xung quanh. Hỏa lực đủ để quét sạch sự sống của cả hành tinh được giải phóng qua mỗi phút khi hàng ngàn chiến hạm khạc lửa và plasma vào nhau. Hàng chục đội quân khổng lồ bắn giết lẫn nhau trong những cuộc đổ bộ chiếm tàu lẫm máu. Và chẳng bao lâu sau, chiếc Conqueror và đội tàu của mình cũng đã gia nhập cuộc chiến. Các họng súng Lance và Astra Claws của nó tiêu diệt hết chiến hạm này sang chiến hạm khác như một kẻ hủy diệt không thể ngăn cản. Các chiến binh trung thành đã chiến đấu với sự ngoan cường to lớn nhưng cũng đã dần phải lùi bước khi cơn thủy triều khát máu của Khorne tiến ngày càng sát quỹ đạo của Malakbel. Nhưng tất cả những sự hủy diệt khủng khiếp này cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với Angron. Sự thật là Thiên Thần Đỏ thậm chí còn không xác định được hắn là ai. Hắn đã tới đây bằng cách nào và hắn tới để làm gì? Tất cả những gì mà hắn cảm nhận được giờ đây chỉ là sự thù hận không thể hình dung nổi và cơn đau vượt xa mọi thứ mà người phàm từng biết đến. Butcher Snail bóp nghẹt tâm trí hắn. Nó đập, đập, đập và đập. Nó đang tức giận trước một thứ gì đó báng bổ đối với hắn và đối với chủ nhân trong warp của hắn. Một thứ sức mạnh mà thuật hèn hạ được tạo ra để thách thức quyền năng của Imaterium. Sự tồn tại của nó khiến máu hắn sục sôi và tâm trí tê dại vì đau đớn. Hắn căm ghét nó và sẽ làm tất cả để phá hủy nó. Và như vậy, Angron đã rời bỏ cuộc chiến vô nghĩa trên không và hướng xuống pháo đài ánh sáng của Coral Engine. Với vận tốc kinh hoàng, Angron lao xuống như một tảng thiên thạch rực lửa, thắp sáng bầu khí quyển sau lưng hắn với một tiếng sấm rền vang tới mọi lục địa của hành tinh xấu số. Bên dưới hắn là cấu trúc vĩ đại của pháo đài ánh sáng. Hàng phòng thủ hùng hậu của nó vội vã chuyển hướng những họng súng khổng lồ khỏi cuộc chiến trên không để bắn hạ Demon Primarch đang lao tới. Và trong suốt hành trình từ quỹ đạo xuống bề mặt ngắn ngủi đến đáng sợ của Angron, xác thịt hắn đã tan biến rồi lại hồi phục tới hàng ngàn lần bởi hỏa lực từ tên lửa chống hạm, tháp pháo laser cho đến Last Cannon. Nhưng không thứ gì có thể làm chậm hắn. Cơn cuồng nộ đã trao cho hắn sức mạnh để hứng chịu tất cả. Và cuối cùng, sau một cú va chạm khủng khiếp hơn cả một đầu đạn Lancer, Angron xuất hiện trước hàng phòng thủ hoảng loạn của Malakbel như một vị thần chiến tranh tới từ tầng sâu nhất của địa ngục. Siết chặt thanh gươm vĩ đại trên tay trái và chiếc rìu cưa máy to lớn trên tay phải, hắn lập tức lao về phía các bức tường hùng vĩ của pháo đài ánh sáng và tàn sát tất cả những ai mà hắn gặp với tốc độ và sự tàn bạo đến nỗi dường như hắn xuất hiện ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Nghiền nát xác thịt, xé toạc tháp pháo và đánh rơi tàu chiến trong hình dạng của một vệt mờ đỏ thẫm của bạo lực thuần túy. Trên quỹ đạo, tình hình cũng ngày càng trở nên xấu đi đối với hạm đội Quarters. Fleetmaster Abcondis kinh hoàng đứng nhìn hạm đội của mình bị nhấn chìm bởi biển lửa, trong khi hàng trăm tàu chiến địch xâm phạm bầu khí quyển hành tinh để hỗ trợ con quái thú đang tàn phá thành trì của Coral Engine. Nhưng sự kinh hoàng của ông đã nhanh chóng chuyển hướng vào chính con tàu của mình, chiếc Honor of Terra, khi đường truyền liên lạc cảnh báo rằng một đạo quân Guiters đã đổ bộ thành công lên khoang tàu và đang được dẫn đầu bởi Khorne the Betrayer, từng là Ekkery đáng kính của Primarch, giờ đây xa ngã và điên loạn. Mối nguy hiểm mà hắn đem tới đã khiến chính chỉ huy của lực lượng Ultramarine trên chiếc xoáy hạm cảnh báo Abcondis rằng nếu còn muốn giữ mạng thì phải bỏ tàu ngay lập tức. Trở lại bề mặt, từ lượng hỗn mang đã được giải phóng với số lượng khủng khiếp đến mức cả hành tinh đã trở thành một biển lửa hỗn loạn chỉ sau vài giờ. Các cuộc chiến liên lục địa bùng nổ khi các lực lượng trung thành cố gắng bảo vệ các thành phố khỏi cơn khát máu của Waiters. Trong khi nhiều cỗ Chaos Titan và hàng trăm Berserker theo chân Primarch của chúng mở đường máu tới trung tâm của pháo đài ánh sáng nơi Coral Engine ngự trị. Tệ hơn nữa, cuộc chiến tan khốc đến không tưởng này đã được đánh hơi bởi các nô bộc trong warp của Khorne. Và khi máu đã nhuộm đỏ chiến trường, từ trong làn khói lửa dày đặc, các đạo quân quỷ dữ khổng lồ được dẫn đầu bởi 8 con Bloodthirster của Khorne đã xuất hiện, tạo nên một khung cảnh tận thế chưa từng được chứng kiến bởi người phàm kể từ cuộc đại chiến lần thứ nhất của hành tinh Armageddon. Nhưng ngay cả điều này cũng chưa thể phá vỡ quyết tâm của Fleet Quarters. Trong khi tiếp tục chỉ huy chiếc Honor of Terra đối đầu với chiếc Conqueror, Fleetmaster Abcondis ra lệnh cho tất cả phi hành đoàn còn khả năng chiến đấu từ bỏ cuộc chiến trên quỹ đạo và triển khai lại trên bề mặt để tham gia bảo vệ Coral Engine.
hy vọng sẽ kéo dài thời gian đủ lâu để các lực lượng còn lại trong hệ tập hợp về Malakpel. Tuy nhiên, niềm hy vọng này của vị Fleet Master đã nhanh chóng bị dập tắt khi Khan và đạo quân Guiters của hắn tấn công tới đài chỉ huy của chiếc Honor of Terra và tàn sát tất cả. Những hy vọng lần ngược tình thế rõ ràng cũng đã được chia sẻ bởi Inquisitor Imagna sâu dưới bề mặt của pháo đài ánh sáng, trong khi Imagna sử dụng đường truyền Vox để phát đi những lời cầu nguyện chủ đế và bài trừ quỷ dữ khắp chiến trường. Các adept của bà ta đã gấp rút tắt tất cả các giao thức giới hạn của Coral Engine nhằm khuếch đại sức mạnh của nó hơn nữa. Bỏ ngoài tai lời van xin của nhiều Magi, lo sợ rằng việc làm quá tải một thiết bị cổ xưa và mạnh mẽ như vậy có thể tạo ra những hậu quả khủng khiếp. Và khi giao thức an toàn cuối cùng đã bị loại bỏ bởi chính Imagna, tiếng gào thét của hàng trăm Psyker lập tức trở nên dữ dội hơn bao giờ hết, theo sau bởi một làn sóng psychic bùng lên từ lõi của Coral Engine, và nó nhanh chóng vang vọng trong tâm trí của mọi sinh thể trên Malakpel, đem tới những cơn đau đầu dữ dội, ảo giác, hoảng loạn hay thậm chí là sọ não phát nổ. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều này, kế hoạch của Imagna dường như đang có hiệu quả. Làn sóng psychic đã quét qua Malakpel như thể một cơn sóng thần hủy diệt. Các tân bố liên kết tâm linh với warp của bầy đàn quỷ dữ khiến chúng rống lên kinh hoàng trước khi bị đày trở lại Immaterium. Đột ngột mất đi sự hỗ trợ của lũ quỷ và các pháp sư, các vị trí chiến lược của Guiters trên khắp bề mặt hành tinh nhanh chóng bị lung lay khi các chỉ huy của Malakpel chớp lấy cơ hội để phản công. Và trong số các demon chỉ còn lại Angron và các Bloodthirster của Khorne trụ lại được. Nhưng da thịt chúng dường như cũng đang dần phần rã trước sự đày đọa từ ánh sáng được khuếch đại của Coral Engine. Riêng Angron đã mất đi tất cả sự tỉnh táo còn lại của mình. Khao khát giết chóc giờ đây tràn ngập tâm trí hắn, và nó sẽ không cho phép hắn dừng lại cho đến khi ánh sáng của Coral Engine đã bị dập tắt mãi mãi. Sự xuất hiện của thiên thần đỏ trong trung tâm của pháo đài ánh sáng đã được chào đón bằng một bẫy mìn, thậm chí còn không làm xước nổi da thịt hắn. Theo sau đó là cơn mưa đạn bồ tờ từ họng súng của toàn bộ Grey Knight có mặt trên hành tinh, bảo vệ lối vào buồng chứa Coral Engine. Khởi đầu cho thử thách lớn nhất mà Angron phải đối mặt kể từ khi bị đày trở lại Immaterium tại Armageddon hàng thế kỷ trước. Và trong khi hỏa lực tập trung của các Grey Knight tiếp tục dội vào cơ thể hắn, các Librarian đã bắt đầu nghi lễ tâm linh cổ xưa của họ để trục xuất hắn. Nỗ lực chung của họ đã khiến giáp trụ bị xé toạc, da thịt bị đốt cháy và tâm trí quay cuồng cho đến khi hắn phải quỳ xuống trong đau đớn. Nhưng chính vào lúc này, vị huyết thần đã ra tay cứu giúp nhà vô địch của hắn. Một cách đột ngột, 8 Bloodthirster xông thẳng vào giữa thế trận của các Grey Knight và bắt đầu tấn công. Bản thân Inquisitor Imagna đã trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên của cuộc tàn sát hỗn loạn này, đầu lìa khỏi cổ bởi một lưỡi rìu mà bà ta thậm chí còn không kịp nhìn thấy. Chúng lao thẳng vào các Grey Knight, từ đó phá hoại nghi lễ của các Librarian và giải phóng Angron. Để rồi, trong lúc cuộc giao tranh không tưởng giữa các Grey Knight và Bloodthirster diễn ra, Captain Chrom đã trực tiếp đối đầu với hắn. Vị Captain của các Grey Knight đã giáng thành công không chỉ một mà là hai đòn đau đớn lên Demon Primarch, giã vào đầu hắn hai lần bằng chiếc búa diệt quỷ của mình, trước khi một nhát chém từ chiếc rìu cưa máy của hắn cắn ngập vào đỉnh đầu của ông và từ từ xẻ ông làm đôi. Và như vậy, sự chú ý của Angron trở lại cấu trúc vĩ đại của Coral Engine. Từng bước một, hắn vượt qua sức mạnh khủng khiếp của nó, và với một cú nhảy, hắn đã ở trên nó. Với tất cả sức lực, hắn vùng lưỡi rìu của mình. Và ngay tại khoảnh khắc mà lưỡi rìu của thiên thần đỏ va chạm với thiết bị cổ xưa, một liên kết tâm linh đã được mở ra với Warp, và Angron đã trở thành điểm tập trung cho tất cả sự cuồng nộ, nỗi đau, sự tuyệt vọng và diệt chóc đang hội tụ tại hệ sao Malak. Cơn thịnh nộ thuần khiết nhất của Khorne đã hòa làm một với luồng năng lượng không thể đong đếm của Coral Engine. Và rồi nó phát nổ với năng lượng của một ngôi sao mới chào đời. Cơ thể vật lý của Angron hay những gì còn lại của hắn cùng với các Bloodthirster và Grey Knight đã bị hủy diệt hoàn toàn trong giây phút này. Khắp pháo đài ánh sáng, cả Psyker lẫn người phàm bị luộc sống bởi chính máu của họ khi năng lượng khổng lồ của Coral Engine phóng ra ngoài. Một vụ nổ khủng khiếp bùng lên, thổi bay toàn bộ cấu trúc của pháo đài ánh sáng trong một cơn bão lửa và tiếp tục lan tỏa cho đến khi sự hủy diệt chạm đến lõi của chính hành tinh. Vụ nổ cuối cùng này đã giết chết Malakpel. Chỉ trong vài phút, những cơn địa chấn khủng khiếp xé toạc các lục địa, tạo ra những cơn sóng thần và biển dung nham quét qua toàn cầu
diệt triệt tất cả những ai trên bề mặt không kịp trốn thoát. Và rồi, trường trọng lực của cả hành tinh sụp đổ, mọi thứ trên lớp vỏ địa chất bị ném vào khoảng không. Một cơn mưa thiên thạch làm tới các thành phố và dãy núi khổng lồ ập vào cuộc chiến vẫn đang diễn ra trong không gian, phá hủy hàng ngàn tàu chiến của cả lực lượng trung thành lẫn phản bội trong nháy mắt. Sau đó, ngay cả các mảng kiến tạo của Malak Bell cũng đã bắt đầu bị tách rời khỏi hành tinh mẹ của mình và lao về phía trường trọng lực của các thế giới lân cận, tạo ra những cú va chạm thiên thạch tận thế, hủy diệt môi trường và sự sống của chúng mãi mãi. Cái chết của Malak Bell khủng khiếp tới mức ảnh hưởng tới cả Imaterium. Do năng lượng sai kích từ hàng tỷ linh hồn mà nó kéo theo trong nháy mắt đã khiến biển Warp sục sôi với thù hận và sợ hãi, tạo ra những cơn lốc xoáy, bão sai kích khổng lồ với sức mạnh đủ để xé toạc không gian thực và hút những con tàu xấu số vào Warp trước khi chúng kịp khởi động trường Galafield của mình. Nhưng mặc cho sự diệt vong mà sự phá hủy của Coral Engine đem lại, thật trớ trêu khi những ai sống sót mới chính là những kẻ xấu số nhất. Bởi lẽ kẻ ngồi trên ngai vàng đầu lâu vẫn còn một món quà cuối cùng dành cho tất cả. Đó là một căn bệnh sai kích với khả năng lây lan không tưởng. Một lời nguyền sinh ra từ máu và thù hận. Murder Curse. Ngày sau cái chết của Malak Bell, xuyên suốt toàn hệ thống sao hoang tàn, các bề tôi trung thành của Imperium cảm thấy tâm trí mình đờ đẫn. Tầm nhìn của họ bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm. Mùi họ thù lại sau hàm răng rỉ máu. Họ không thể phân biệt bạn tù. Không thể nói, không thể hiểu. Tất cả những gì họ biết là một khao khát tột cùng. Đó là giết chóc. Và thế là từng người một, họ bắt đầu giết. Không quan trọng đó là ai, vì thứ duy nhất mà vị huyết thần quan tâm là máu sẽ chảy. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi tâm trí còn tồn tại trong hệ sao Malak đều đã hóa thành những con thú khát máu điên cuồng. Space Marine và Gasman chết dưới tay của đồng đội và bạn bè. Các chỉ huy bị ăn sống bởi phi hành đoàn của mình và mọi nơi đều tràn ngập với tiếng la hét điên loạn của những cuộc thảm sát. Nhưng không chỉ dừng lại trong phạm vi của hệ sao Malak. Thông qua tâm trí của các Navigator và Astropath, lời nguyền của Khorne đã lan tới các Battle Group còn lại của Fleet Quarters vẫn đang cố gắng tập hợp từ bên ngoài hệ thống. Từ đây, ngoài hàng tỷ sinh mạng bên trong hệ Malak, hơn 80% lực lượng thuộc các Battle Group Afel, Betaris, Dominus, Fortrax, Erasmus, Jovia và Kilos với hàng triệu chiến binh đều đã bị lây nhiễm, trở nên điên loạn, giết chóc cho đến khi bị giết. Và dường như chỉ có các Grey Knights, Sister of Silence và Custody mới có thể chống lại được sự tha hóa của vị thần máu. Từng được coi là tương đối ổn định, các vùng lãnh thổ được đóng quân bởi Quarters giờ đây rơi vào sự hỗn loạn và suy đồi không tưởng, và tình hình chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi các nhánh còn lại của Fleet Quarters bắt đầu các cuộc giết chóc điên cuồng khắp thiên hà, tạo ra những con đường máu vươn tới tận Imperium Sanctus. Cuối cùng, đã buộc Imperium phải kết án phản bội Excommunicate Traitoris đối với toàn bộ hạm đội Quarters. Nhưng trong lúc mọi con mắt của Terra đổ dồn vào thảm kịch của Fleet Quarters, một diễn biến mới khác hứa hẹn về những hậu quả khủng khiếp cho Imperium lại xảy ra. Không lâu sau khi Malak Bell bị phá hủy, địch thần Vastor the Akriven đã ghé thăm tàn tích của nó để đoạt lấy chiến lợi phẩm của mình, một mảnh của chiếc chìa khóa từng là một phần của Coral Engine. Và tại nơi từng là lõi của hành tinh trôi giạt trong không gian, The Acrophane đã tìm thấy nó, nằm giữa biểu tượng khổng lồ của vị huyệt thần. Sự mất mát của một lực lượng khổng lồ như Fleet Quarters đã giáng một đòn nặng nề vào nỗ lực chung của cuộc Indomitus Crusade. Nhưng chắc chắn nó sẽ không phải là cuối cùng trong cuộc trường chiến của Imperium chống lại hỗn ma, đặc biệt là khi The Acrophane và Abaddon đã có một bước tiến gần hơn tới mục tiêu của mình.